tên là gì nhỉ? Dương. Dương làm gì với mái tóc của mình này? Em tự tẩy đúng không? Không, nhuộm quá mà. Mà tóc này trước em đã nhuộm đen rồi đúng không? Vâng, không, lúc đó nhuộm nó đều xong phai ra nó. À, hôm nay em đến đây em định gì đây? Cắt, em giữ nguyên độ dài, không kiểu lắm. À, tức là mình sẽ cắt nhiều lớp và rõ tầng hơn đúng không? Ừ. Cắt xong có cái vết này không em? Có cái dấu fly này không? Mà tóc của em ấy nó là chất tóc kiểu tơ mảnh ấy. Thì khi mà anh cắt lên, em có hay tạo kiểu hay xấy kiểu gì được không? Vì cắt xong tóc của em nó rất là mượt đúng không? Vâng. Chứ tóc, sợi tóc của em là sợi tóc kiểu tơ mảnh mà. Cái cắt này là muốn nó rõ tầng hơn thì em cần phải xì sấy được một chút. Tóc thì nó mới rõ được cái lớp đấy nhé. Độ dài thì anh sẽ giữ nguyên cho em nhé. Vâng. Tầng thì anh sẽ đẩy cao lên. Tầng ngắn nhất thì chắc sẽ tầng này. People get so caught.